Kênh là TK Bonsai, mến chào quý cô chú anh chị. Hôm nay kênh trở lại nhà vườn của anh Sáu Tùng, địa chỉ ở đường Hùng Vương, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, để review giao lưu với quý cô chú anh chị một số mặt hàng mai để đón Tết ha quý cô chú anh chị. Rồi gặp anh Sáu ha. Rồi chào anh Tùng ơi. Rồi xin chào anh em xem kênh NTK, em nhà vườn Sáu Tùng. Cuối năm em xin lên một clip mai Tết đón xuân thì kính chúc cô chú anh chị em có một năm mới dồi dào sức khỏe nha và thành công nha. Thì quên em thước ra nữa. Rồi mình đọc số điện thoại giao lưu luôn anh. Số điện thoại của em là 0939 589 128. Rồi số Zalo luôn ha. Rồi vô luôn. Mình giờ vô cây đầu tiên đi anh. Rồi vô cây đầu tiên là một cây mai vàng. Là chi cổ chi nhạo, bông là bông có nhiều cánh, nguyên thủy, không ghép nha. Cây rất là già. Chi cành cổ nha quý cô chú anh chị. Đây là cho quý cô chú anh chị xem mặt bông ha. Đó, bông của nó là em thấy chắc cũng chín cánh là nhiều ha quý cô chú anh chị, dày hết nha. Xương tàn dày đặc hết ha quý cô chú anh chị. Đây đem đi một vòng cho quý cô chú anh chị xem ha. Cây này có chiều cao có 2,5 m. Cao khoảng 2,5 m. Tán ngang cũng 2,5 m. Tàn thông tròn đều luôn anh. Tàn thông tàn tròn đều, đường kính ngang là 2,5 m. Rồi khoan ha, báo quạnh đi để em chút ha. Đây. Cây có bông tế rễ luôn à. Cái này là nút nụ là ngay Tết luôn nha quý cô chú anh chị. Đang nở lai rai mà còn rất là nhiều ha. Đây xương tàn thì một cốt giót ngọn. Nu già lắm. Cây thì lên nu ha, lên đây nó có mấy cục bú rồi. Đó anh già thấy nè. Xương tàn qua nhạo ha quý cô chú, thành phẩm luôn ha. Rồi. Báo quạnh luôn đi anh. Rồi quạnh xương cái gì vậy? Rồi, quên đây là 51. Rồi, đó xích lên trên chút nữa anh. Xích lên trên còn bự hơn nè. Lên trên ngay nó quái. Ngay cái cục bú bú này nó 51 bự. 52. Rồi. Đế thì đều bốn mặt ha. Thế lên bông mà dữ lắm nha. Đó này thấy nó có mấy cái trứng lọc nè quý cô chú anh chị. Rồi cái này là mình hình thức giao lưu sao anh? Đây xin giao lưu qua số điện thoại đi, báo giá qua số điện thoại. Cái này không báo giá trực tiếp nha quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị anh em được có mua về bán lại thì còn mua bán được. Rồi. Giá vườn cũng liên hệ anh Tùng để có giá hữu nghị nhất ha. Đọc lại số điện thoại đi anh. Số điện thoại của em là 0939 589 128. Rồi để đi vòng lại nữa toàn thể cho quý cô chú anh chị xem ha. Đó cây có dáng chụp hơi siêu chút xíu ha quý cô chú anh chị. Đế đều một cốt giót ngọn. Chi cành cổ nha, không có ghép ha quý cô chú anh chị, mai nguyên thủy. Hoa thì rất là đẹp ha. Đây. Đó đó cái tay thử. Tay đầu tiên. Cốt này là 24 lần. Tay 1 24 nha quý cô chú anh chị. Cốt là rất là to nhạo. Rồi, tiếp tục cây số 2 anh. Cây số 2 xin giới thiệu một cây khế bonsai đi. Một cây khế này cho nó khế bonsai. Bonsai xây dựng lâu năm lắm rồi. Đế thì rất là đẹp. Cây khế bonsai thành phẩm quý cô chú anh chị. Đang có bông chuẩn bị vô trái. Đây. Cây này là vô trái là đặt cây á. Trái con bông nữa. Đó. Khế chua hả anh? Khế ngọt. Khế ngọt nha quý cô chú anh chị. Cây ngọt thì ngọt, trái to lắm.
cây khế ngọt khó chơi lắm nha quý cô chú anh chị, mà là làm được một cây thành phẩm như vậy thì rất là công phu nha. Đế thì quá lực. Đế già lắm nha, cổ đảo già lắm. Phơm tàn đẹp nha quý cô chú anh chị. Rồi, cây này giao lưu sao anh? Này thôi, cây này giao lưu qua số điện thoại đi. Rồi, quý cô chú anh chị thích cây này thì giao lưu với anh Tùng qua số điện thoại của anh ha. Rồi, tiếp theo luôn anh. Rồi, tiếp theo qua xin chào cây mai đi. Cây mai cho cô chú xem. Đây, một cây mai cổ nha quý cô chú anh chị. Cây mai cổ, chi cành nhạo ghép cúc thọ hương nha. Cây này chơi mấy mùa rồi anh? Cây này ghép được 2 mùa rồi. Nhưng mà cái cây nó cổ cây mai vàng ghép cúc thọ hương ha anh. Đây để em quay đủ mặt cho quý cô chú anh chị tham khảo ha. Rồi đi một vòng đế luôn. Đế lực nha quý cô chú anh chị. Đế nơm lực. Chi tàn đồ thì qua nhạo đều ha. Cây nằm chậu bề ngang 1m 2. Rồi báo thông số sơ sơ luôn đi anh. Để coi chiều cao. Chiều cao nó khoảng 1m4. 2m4. 1m4. 1m4 chiều cao. Rồi tán này nhiêu anh? Cho nó coi cành từ sao. Từ sau rồi trước khoảng 2m. 2m chiều tán ngang ha quý cô chú anh chị. Cúc thọ hương. Bò nó sơ cái bằng nhé. Rồi đo cái báo hoành luôn thử anh. Cái này là mà đo xuống trên này chứ không có đo dưới được. Ở vị trí này ha. Rồi mình xăm bà đo túi lên cao nha. Rồi đo dưới nè, đo dưới một chút nè, đo dưới là 75 nha. 75 cây này nó chạc gốc mà nên khó đo quá nên cây to lắm. Rồi cây này báo giá luôn anh. Cây này chắc báo qua số điện thoại quá. Rồi đọc số điện thoại luôn anh. Điện thoại là 0939 589 128. Rồi cái này mặt bông này cũng qua ngay Tết luôn nha quý cô chú anh chị. Hoa nở ngay Tết luôn ha. Quý cô chú anh chị thích cây này thì liên hệ qua số điện thoại của anh Tùng ha. Có trên tiêu đề luôn nha. Rồi và cây này lấy cái bông mẫu. Cây này cây thì nó thường cây nhưng mà cái lấy cái mẫu cái bông của cúc thọ hương nè. Nở cái đặt cây. Đây cây này là bông mẫu ha, này cây giống ha anh. Đó nút nụ thì sạp cây luôn ha, như cái cây vừa rồi nghe quý cô chú anh chị, mã số 3 nha. Rồi cái cây này giao lưu luôn không anh? Cây này giao lưu giá 4 triệu. 4 triệu. Cây này ghép 3 mùa, 3 rồi. Mùa. Cốt cành to lắm. Ship làm sao anh, cây này ship làm sao? Ship gần thôi chứ ship xa ship không được. Cây này nó lên bông này ship xa không được. Rồi mình báo địa chỉ của mình luôn anh để địa chỉ của anh đây là khóm 3 phường 1 thành phố Sa Đéc. Rồi đây địa chỉ của anh Tùng hé quý cô chú anh chị. Đó này giao lưu tại vườn thì có giá hữu nghị ha không anh? Giá tại vườn giao lưu giá 4 triệu đó. Rồi cây tiếp theo luôn anh, như mã này mã số 4 nha quý cô chú anh chị, nút nụ đều cây hết ha. Cây ghép Thủ Đức anh. Ghép Thủ Đức già mùa. Đây mặt bông đó. Bông là mới xứng đáng đó. Cái này mấy cánh anh? Chín cánh. Cái gốc nhớt ghép Thủ Đức nha. Cây này ghép có một bo sát khóc à. Ghép hồi xưa tao ghép có một thượt ngay chân chỗ này rồi nó bự lên cái này. Cốt liền hết nghe quý cô chú anh chị, không còn một vết tích nào luôn ha. Đây nè cái vết cũ của nó hồi xưa đây là liền hết rồi ha.
Mai vàng gốc nhớt ghép Thủ Đức nha quý cô chú anh chị, ghép dạo Thủ Đức ha. Dạo Thủ Đức thì quý cô chú anh chị biết rồi đó, bông của nó rất là đẹp và bự ha. Đó. Rồi cây này báo thông số luôn đi anh. Cây này cao 2,5 mét đúng rồi. Rồi tán ngang nhiều. Tán ngang 2,5 mét. Báo hoành nha, báo hoành. Rồi hoành luôn đi. Báo đế là nằm chậu lâu năm lấy. Mình đây 41 à. Rồi, đó đo mình đo xích lên đây luôn cho bà con mình tham khảo ha. Đây là bông 39 nè. Rồi. Như gần 39 đi. Đế thì cũng đều ha quý cô chú anh chị. Đây. Cái này nằm chậu lâu chưa anh? Cái này nằm chậu hồi xưa giờ nhỏ lớn luôn á. Ghê nó gọn gọn đây nè. Rồi báo giá luôn anh ơi. Cây này giao lưu giá 25 triệu nha. 55 triệu 25 à? 25 triệu. Rồi mã số 5 nha quý cô chú anh chị. 25 triệu. Phí ship sao anh? Rồi, ship nữa thương lượng đi. Rồi ship thương lượng luôn, liên hệ với anh Tùng luôn ha. Cây này đang bông mình không dám rung cái cây đâu, rung nhẹ nhẹ được không anh? Đó, cây này nghe quý cô chú anh chị hơi khó dòm chút ha. Rồi tiếp theo luôn anh ơi. Tiếp theo quay cái cây mai đột biến ở dòng đi. Rồi tiếp theo là một cái cây mai nu đột biến nghe quý cô chú anh chị. Cây này là nu tự nhiên nha, không chạm động như thế vậy nha. Không tha keo, không có kích gì đó, nó tự lên tự nhiên nu tới ngọn nha. Nu từ gốc tới ngọn luôn. Này, này dạng đột biến hiếm có. Đây chủ yếu là nó nu tới ngọn nhánh nhỏ đúng không? Tới lọt không? Cây ra xù thì xù gốc và xù thân, cái này là xù mai nu luôn cả cái cây luôn, nguyên cây nó lên thấy cây nào quý cô chú anh chị đó, nó nu cục 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 hết luôn. Nó lên bông trên mấy cái cục mà luôn nè. Đang bữa này đang cây này nở đúng đất. Nút nụ bữa này bự ha. Mai vàng ha anh. Mai vàng. Sao nó đang lên dữ lắm nè. Đột biến tự nhiên. Không có gạch hay là keo gì hết nha quý cô chú anh chị. Đây ha. Đó. Toàn thân luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi báo thông số đi anh. Cây này chiều cao nhiêu anh? Cả 2 mét. Này cao 2 mét thôi. Rồi để báo hoành ha, vị trí này. Đây 39 nè. Rồi lên chút luôn anh. Mình đo ngay cổ rễ ha, còn xích lên đây. 37. Cũng năng cây ha. Này lên mấy cái cục xù thì bự lắm nghe quý cô chú anh chị. Rồi báo giá giao lưu luôn anh ơi. Cái này em báo số qua số điện thoại 0939589128. Rồi cái này anh Tùng giao lưu qua số điện thoại ha quý cô chú anh chị, muốn tham khảo cái này thì liên hệ với anh qua số điện thoại anh vừa đọc ha. Rồi mình qua cây hình thú đây, thú ghép cúc hương già mùa. Và nó thì anh đứng bên đây. Vì anh Tùng thì còn rất là nhiều mặt hàng khác nha quý cô chú anh chị. Anh em mới gần đây tham khảo vừa ý cây nào. Một cây dán hình thú ha, ghép cúc thọ hương ha anh. Ghép cúc thọ hương nó như con cá sấu vậy. Ghép nó dài. Tính ra cây này nó dài khoảng trên 2 mét cử. Cây dài 2 mét rưỡi. 2 mét rưỡi đó quý cô chú anh chị, chiều ngầm dài của nó luôn. Tính từ cái đuôi ha anh. Từ đuôi tới cái mỏ đó, tàn như con cá sấu nghe quý cô chú anh chị. Giờ cắn tự nhiên nha. Cái này mai vàng ghép cúc thọ hương, chi cành đồ đầy đủ ha, có đủ 4 chân luôn anh. Có đủ 4 chân hết. Để em đi qua bên mặt bên kia cho quý cô chú anh chị tham khảo ha. Đây mặt bên đây ha quý cô chú anh chị. Chân của nó nè.
chân có đầy đủ ha, có đuôi ha, này chân trước ha, cái này ghép cái này à, ghép vô lâu rồi nó dính rồi, nó dính à, liền ha. Liền rồi đó, mặt là mặt phụ ha, mặt phụ ha, mặt chính bên kia không có ghép ha anh, bên kia là zin à, nó có một giò nó cúc thọ hương nha quý cô chú anh chị. Bông cúc thì à, nó nở ra một cái thì thôi. Đây. Cái hoành nó cả nhiêu vậy anh? Cho thử cái hoành nó. Hoành cổ bên đây đi. Rồi ra ngay chỗ này đi thử. Rồi tút bên đây mình cho. Đây 31. 31 anh. 31 nè. Rồi thử cái bụng coi. Cái bụng này cái cổ nó đây nãy cổ đây mới đúng. 33. Thấy cái bụng này nè, cái này có bụng luôn nha quý cô chú anh chị. Bụng này mà nó 32 cũng năng cây ha. Cây nó có đuôi. Đây mặt bên đây ha. Đó. Giò là zin nha quý cô chú anh chị. Đó. Này ghép mấy mùa anh? Cây này ghép 4 mùa. 4 mùa nha quý cô chú anh chị. Rồi báo giá giao lưu luôn anh ơi. Cây này giao lưu giá 35 triệu. 35 triệu rồi ship sao anh? Ship đó thương lượng này, tùy theo xa gần. Rồi. Ship đâu nhiêu tiền. Rồi, cây tiếp theo luôn anh, cây này à, mã cây, số 7 ha quý cô chú anh chị. Và cây tứ quý ghép cúc thọ hương chi cành cổ. Cây này là khá là đẹp nha. Rồi, cây này như mã số 7 nha quý cô chú anh chị. Cây mai tứ quý chi cành cổ ghép cúc thọ hương. Đó. Đây đem đi vòng cho quý cô chú anh chị xem tổng thể của cái tàn nó ha. Cũng thơm tàn thông tròn ha quý cô chú anh chị. Chi cành đóng khá đều luôn. Mặt nào cũng có ha. Nút nụ thì này ngay dịp Tết luôn. Rồi báo thông số đi anh, chiều cao nhiêu anh? Cái này chiều cao không mét 7. Rồi tán ngang. Tán ngang. Tán lớn nhất luôn. Rồi. Tán mét 8. Tán ngang lớn nhất là 1m8 nha quý cô chú anh chị. Đây, mặt này là mặt sau của nó ha. Em đi hết các mặt cho quý cô chú anh chị tham khảo ha. Đây. Đây này có cái rễ quái treo nè, nôm khác cấp. Bông cúc thọ hương thì rất là thơm nha quý cô chú anh chị. Đế sổ nôm. Rễ lực đều. Để đi vòng coi đế cho quý cô chú anh chị tham khảo. Cái này ghép mấy mùa rồi anh? Cái này ghép được 2 mùa. Đó. Rồi báo hoành luôn anh. Cái đồ túi này rồi đồ túi treo. Trên luôn ha, có cái rễ treo nha anh. Đây 43 nè. Rồi. Cái xác của nó đáng lẽ là phải trên 50 tại có rễ treo này, nó đo cái hoành nó hơi nhỏ. À, nó có cái rễ treo đây nha quý cô chú anh chị. Chứ cái xác nó là như quanh kia đo mà nếu như đây là bự lắm. Đo đây là nó 50-60 luôn. Rồi. Đài cành lớn hết rồi nghe quý cô chú anh chị. Cái này mai tứ quý zin ghép cúc thọ hương. Rồi báo giá giao lưu luôn anh. Cái giao lưu giá 40 triệu. 40 triệu. Cũng ship thì thương lượng ha. Ngày Tết thì bu cục không nhận hàng, với lại bông nó đang cho bông nhiều ha, mình đi xa hơi khó. Rồi. Mã coi như mã này là mã số 8 thì nghe quý cô chú anh chị. Này nó 7 mà. Này, à 7. Mã số 7 ha. Rồi tiếp tục luôn anh. Qua cái này đi. Cái này bán cho bà con về chơi nó dễ. Cái xác to. Cái này mai vàng. Mã số 8. Ghép cúc thọ hương. Cái này ghép được 2 mùa, ghép vô. À cái này cấy luôn vô thân cái quý cô chú anh chị. Ghép vô vàng. Cái này cũng liền hết rồi ha. Nhà này. Em được một cốt con sai. Năm sau đẹp lắm ạ. Giờ mình nuôi từ từ cái chi nó lớn lên ha quý cô chú anh chị. Điều.
Cây này rồi. Mình cũng khá lớn à. Mình đo thông số đi anh. Cây này cao không mét 2 à. Rồi, tán nhiều, tán nhiều. Tán ngang 1m4. Rồi. Đo cái vành này, okay, đo vành cũng khá lớn. Bán nha, cây này cho con giá mềm dễ chơi. Đây là 49. Rồi, này là ngay vị trí gần cổ rễ ha. Lên chút nữa đi anh. Rồi, xịt lên chút nữa được không? Rồi. Đúng đây đi. Đây 45. Rồi, 45. Cũng là ghép cúc thọ hương, mai vàng. Đây, bông cúc thọ hương. Nút nụ thì cũng khá. Này rồi mình về cũng chơi Tết được. Cái này giao lưu với bà con là giá 15 triệu nữa. Rồi. 15 triệu nha quý cô chú anh chị. Đây. Em quay tổng thể lại quý cô chú anh chị tham khảo ha. Cái này là anh ghép bò vô thân nha quý cô chú anh chị. Mình thấy nó cũng liền lạc sống khỏe hết rồi ha. Đó. Rồi, cây tiếp theo luôn anh. Tiếp theo qua cây thứ quý hai thân đi, như phù thê cây mã này số 9 rồi. Cây này ghép cúc thọ hương được mấy mùa, chỗ cành to rồi. Cây dáng là phu thê. Một cốt, hai thân. Dáng phu có thê. Có thân tử rồi. Đây. Này cũng ghép vô thân ha. Liền lạc hết rồi ha. Cũng là cúc thọ hương nha quý cô chú anh chị. Đây, con cúc thọ hương ha. Rồi báo thông số luôn anh. Cây chiều cao 1m từ mặt đế lên. Cây nằm lọt hồng chỗ 6. Đo hoành tán ngang. Tán ngang 1m4. Đo hoành hai thân đi. Rồi. 55. Đây hai thân ha, cây bự cũng thân bự thân nhỏ ha. Cái này là hai thân nó quấn liền luôn anh. Ừ, hai thân dính liền. Dính chung nha. Cây này đế cũng khá ha. Đó. Rồi giá giao lưu nhiêu anh? Cây này giá giao lưu là 22 triệu. 22 triệu. Cây này lên bông là đặt cây nha. À, cũng ship thì cũng thương lượng với anh Tùng ha, đọc lại số điện thoại luôn anh ơi. Số điện thoại là 0939589128. Rồi, tiếp theo luôn anh. Tiếp theo giới thiệu cây tứ quý dáng bài. Cây dáng bài đế rất là lực. Quay cái dòng đế này. Đế sổ rất là lực. Lên dòng ha. Cây này tứ quý ghép cúc thọ hương nữa. Chuẩn bị lên bông mới, mấy bông gió nữa. Mấy bông gió nó sắp nó tàn ha, tàn ra bông mới ha. Để sổ nơm lực ha. Cây thì dặn nè quý cô chú anh chị. Nó dặn cũng nhìn khéo cây ha, cũng đẹp ha. Cây này rất là lực. Đó, đây, mặt này mặt sau nó ha quý cô chú anh chị. Rồi tán nhiêu anh? Cây này tán có chiều bay nó có 1m5 không? Chiều cao nó 1m3. Đo cái hoành này đi. Cây này dặn mình lượng mình rất là đẹp. Đây 38 rồi. Rồi. Cây nằm trụ chắc trụ 8. Nằm trụ 8 lọt lòng. Đế sổ luôn. Rồi báo giá luôn anh. Như cái này giao lưu giá 30 triệu. Bao nhiêu anh? 30. 30 triệu quý cô chú anh chị. Ship thì thương lượng gần xa. Rồi. Tiếp theo luôn anh. Tiếp theo xin giới thiệu cây mai ghép Thủ Đức. Tứ quý ghép Thủ Đức. Lên bông rất là thơm. Cây mai giảo ghép mai tứ quý
Ghép dạo Thủ Đức ha quý cô chú anh chị. Này ghép mấy mùa rồi anh? Cái này mới ghép con mùa thì cái tài nhỏ quá thôi, lật cho nó nở bông sớm chơi nó. Rồi anh đo xương xương đi anh, thông số. Chiều cao nó 70. Cao 7. Rồi. Nghe tán ngang cũng được 70. Đo hoành. Cái này đế lưu ha. Cái đế lưu đặt sệt cái bộ đế thôi. Hoành này là 54. 44. 54. Ờ 45 chứ. 45 44 rồi đó. Đế đặt sệt. Đế đặt ha. Nguyên cũ luôn. Đi vòng. Vườn cắt còn cắt rồi nhiều cây. Qua. Rồi cây này giao lưu sao anh? Cây này giao lưu giá 25 triệu. Nằm ở chậu rộng, giao chậu rộng. Có chậu luôn ha. Chậu này giờ cũng mấy triệu con cái. Chậu rộng đẹp luôn nha quý cô chú anh chị. Đây. Rồi tiếp theo luôn anh ơi. Tiếp theo quay cây mai vàng gốc già mai vàng ghép khúc thọ hương. Nó già mùa. Cây này chân hết rồi để bằng khách thì ok luôn nha. Thì lên bông cái là cực kỳ luôn. Cây này là cây mai xù luôn á. Lên xù luôn ha anh. Nằm trong gồng xưa luôn. Đây là mình giao lưu luôn cái chậu ha. Giao lưu luôn cái chậu. Đây. Anh xù ở đây ha cô chú anh chị. Như đây ha, con xù cá. Cây này rất là già, cây này già cây nó. Anh xù. Đây, cái này thẹo cũng kéo nhiều ha cô chú anh chị. Chiều cao khoảng 80. Còn cái đường dài của nó đây cũng 90. Từ trước rồi sao? Tay cầm đều. Rồi báo giá giao lưu luôn anh. Cây giao lưu luôn cái chậu này giá 8 triệu. Rồi. Hôm qua cây mai xù nữa. Mai xù nằm ở chậu rồng cái chậu xưa nè. Hôm nay thì cây này nó nuôi thêm năm nữa mới ngon. Nhưng mà quay lên cho bà con anh em xem. Ở dưới thì lấy về chơi nuôi tiếp. Cái này nuôi được mấy năm rồi anh? Cái này ghép mới gần được mùa Tết này mà bông có số bông chơi thôi, nhưng mà nó được thôi chứ không được giữ. Lên xù mạnh nha quý cô chú anh chị. Xù trên đọt luôn ha, tới dưới đế ha. Điện vòng cho quý cô chú anh chị xem. Không gian hơi chặt với cô chú anh chị thông cảm ha. Đó, thân thì nó lắc ha với cô chú anh chị. Cong cong ha. Đây. Mặt này thì xù từ gốc tới ngọn luôn. Đó, đây. Rồi báo thông số đi anh. Cây này chiều cao khoảng 1m4. Rồi. Tán ngang ở 1m5 thôi. Cái này hoành để đo xong cho nó. Cái mấy cái nua đo thông số đây trước đi, nữa mình đo xích bên trên đó. Rồi như đo này tham cho quý cô chú anh chị tham khảo ha. Coi được gì. Quý cô chú anh chị muốn báo 41 rồi. Chi tiết thêm thì liên hệ với anh Tùng ha. Xuống cũng cao. Khó lắm. Đây 35. Rồi 34 ha. Cây đế cũng lực cũng đều hết quý cô chú anh chị. Tay cành thì những này ghép rồi mình chơi cho dễ ha. Cái này ghép cúc là hơn luôn anh. Ghép cúc là hơn. Rồi mấy cái bò ghép thấy nó cũng liền hết quý cô chú anh chị, kéo sẹo mạnh ha. Rồi báo giá luôn anh.
Thì xù này dưới chậu luôn, giao lưu giá 35 triệu. Giao lưu luôn chậu giá 35 nha quý cô chú anh chị. Đấy, đế lực đều luôn nha quý cô chú anh chị. Đây đem đi lại vòng cho quý cô chú anh chị xem ha. Rồi, tiếp theo luôn anh ơi. Tiếp theo là một cây thú quý. Nãy giờ chắc mã số 12 đó. Rồi quý cô chú anh chị mà thích cây nào á, mình chụp hình mình gửi qua Zalo cho anh Tùng ha, để giao lưu với anh ha. Cây một cây thứ quý nè. Rồi. Cao khoảng 90. Là đo từ mặt chậu cho tới cái đọt cao nhất của nó ha quý cô chú anh chị. 90. Cây này mới có ghép một mùa. Mới ghép năm mùa. Sau là nó năm nay nhưng mà bông rất là nhiều nha. Rồi. Năm nay là bông chơi Tết nhưng bình thường. Ngày chơi ngay Tết luôn nha quý cô chú anh chị. Nút nụ đều luôn. Kẹo hết luôn nè. Này ghép mấy mùa ha anh. Mấy con mùa. Năm cái chậu này mua chậu này 2 triệu rồi. Rồi giao lưu chậu luôn anh. Giao lưu chậu luôn. Rồi. Đo hoành đi anh. Lực luôn nha. Mặt bên tiền đây nè. Dạ rồi, đây qua bên mặt tiền cho quý cô chú anh chị xem ha. Ôi giời. Qua này 39 nha. Rồi chính trên. Rồi túi này. Ở đây cũng 36 37. Rồi. Năng cây đó. Cây này đế khai thác không anh? Đế này nguyên dạng cũ như củ tỏi vậy nè. Nó nở cái cũ ha quý cô chú anh chị. Lắp cái đế lại đang nuôi, lắp cái rừng lắp nè. Nào mình chơi đủ tàn mình dỡ ra lót củ tỏi ở đây ra. Tài cành lớn ha. Đế này nè, bự lắm à. Củ tỏi này khoảng chừng 90 95 ha. Rồi. Rồi giá giao lưu sao anh? Cây này giao lưu giá 20 triệu. 20 triệu. Rồi, giao lưu luôn cái chậu nha quý cô chú anh chị. Đây, cái chậu chậu này cái gì? Đám cưới chuột. Đúng rồi. Chậu đám cưới chuột nha quý cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo luôn không anh? Còn không? Quay cái này. Quay rồi. Đây cũng một cây tứ quý luôn nha quý cô chú anh chị. Cây tứ quý ghép cúc thoa hương luôn. Hơi ngược sáng với cô chú anh chị thông cảm ha. Rồi báo thông số luôn đi anh. Chiều cao đâu khoảng 90. Rồi 8080. Cây này ghép cũng một mùa hả anh? Ừ, cây này ghép được mùa. Nhưng mà cây Tết cũng bông đẹp nhiều lắm nha. Cũng thấy nút nụ nhiều nè quý cô chú anh chị. Bông là Tết là cũng đặt cây á. Đặc biệt cây này thì bộ đế nó nơm lên ha. Lộ về cũ nó đẹp. Cây dáng trực. Rồi báo hoành luôn đi anh. Hoành ở đây 32-33. Rồi. Vị trí đó 32. Cây cái này giao lưu giá 14 triệu. Rồi giao lưu luôn cái chậu hả anh? Ừ. Chậu tiên nha quý cô chú anh chị. Chậu Phước Lộc Thọ. Phước Lộc Thọ nè. Đó. Để đi vòng đế cho quý cô chú anh chị tham khảo. Rồi tiếp theo luôn anh. Tiếp theo giao lưu với anh em cô bác một cây mai tứ quý ghép tứ quý ghiên để ghiên chơi. Miệng củ đế, đế nó tới miệng chậu nè. Không có dọn lại củ đế, ló củ đế. Chân cành tàng đa. Cái này
chuẩn bị vô cái form cứng luôn. Cái này tôi quý ghim. Chưa ghép nghe quý cô chú anh chị, này để ghim chơi để luôn ha. Chơi nữa, để ghim chơi luôn. À, chỗ này thấy hình như mình áp mượn, không? Mượn những chi thiếu đó, nữa dính vô mình cắt. Cái mặt tiền nằm đây. Để nó nồm lên nghe quý cô chú anh chị. Đó. Rồi, báo thông số luôn anh. Chiều cao nó 60. 8.070. Đo cái vũ đế vô này trước. Rồi. Vũ đế đặt nhiều. À, 85. Rồi. Vũ đế 85. Rồi thuốc trên cao. Này hơi khó đo một chút ha, vô mấy cái chi nó trong lòng lòng cho. Để lại thấy cái này chị hàng chút. Lộn thuốc. Rồi. Đây khoảng 40, 39, 40. Rồi hoành ngay chỗ đó ha quý cô chú anh chị. Cái này lùng nha, lùng lực. Rồi báo giá giao lưu luôn anh ơi. Cái này giao lưu giá 20 triệu. Cũng giao lưu chậu luôn ha anh. Chậu này chậu gì đây? Chậu bát tiên. À, chậu bát tiên nha quý cô chú anh chị. Rồi. Rồi còn nữa không anh? Rồi qua mình quay một hàng này nữa. Này là một cây tứ quý. Tứ quý ghép cúc hoa hương. Bông tết chơi tết bình thường. Lên băng, lên bông dữ. Cây này nằm là chậu lọt lòng, chậu 6. Cây này ghép mấy mùa anh? Cây này ghép hơn mùa. Tay cành rất là lực. Nút nụ này là mình chơi tết luôn nè quý cô chú anh chị. Rồi tay cành 22 nè. Rồi. Cái tay. Tay 33 này cũng chắc cũng mười mấy. 16. Rồi thông số chiều cao thấy ngang không anh? Cái này cao 1m1. Cái này hoành này 38 nè. Tuốt mình cao. Rồi. Có dàn cũ nữa. Cũng nở đáy đều. Cây này giao lưu với bà con là giá 15 triệu. Ship thương lượng luôn ha anh. Ừ, ship thương lượng. Rồi đọc số điện thoại lại luôn anh ơi. Số điện thoại 0939 589 128. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo một cây mai vàng xù. Hình thú à. Thú như hình thú rõ ràng nè. Đây mặt chân đò đuôi rồi nè. Này giống như con thú đang ngồi ha. Ừ. Đây, cây đây là một cái mai xù. Xù mạnh luôn ha. Mai xù kép cúc thọ hương à. Đang lên nụ dữ rồi. Cây này tết chân khách là đẹp lắm nha. Chiều trên xuống của nó vậy hả quý cô chú anh chị? Hôm nay năm con cọp kêu hình xú thú con cọp. Cây này có hình cọp luôn. Lại có cái đuôi luôn, có đuôi luôn ha, xù xù bể luôn, bể xù luôn nghe quý cô chú anh chị nè. Đó. Này mặt sau nữa nè, mặt này mặt tiền ha. Này cũng ghép mấy mùa rồi anh? Cây này ghép hai mùa. Hai mùa nha quý cô chú anh chị. Này liền ha. Rồi báo thông số luôn đi anh. Cây này cao 70. Chiều cao cái đuôi tới 1m3. Rồi. Cái này đo chỗ này đi. Đo hoành chỗ này thử. Hoành đây 38. Rồi. Này đo cái tổng cái hoành đế nó thử anh. Đế phải không? 1m4 tính à. Đó. Vậy ha anh Tùng đo hoành đế vậy ha quý cô chú anh chị. 1m4 mét rưỡi. Đó. Này mặt trước của con thú luôn. Rồi báo giá luôn anh.
Cây này giá 20 triệu. Mai xù, ghép cúc họ hương. Nút nụ thì kẹo hết. Ghép hai mùa nghe quý cô chú anh chị. Rồi tiếp theo luôn anh. Rồi tiếp theo qua cây tú quý này. Cây này muốn là một cây mai già. Để như con bạch tuộc kia. Quay sơ sơ này ghép Thủ Đức. Cây một cây mai già. Cây này nếu giao lưu bà con giá 15 triệu đi, quay xương chi tiết nhiều quá lâu quá. Nhìn đế nó rất là già. Rồi cái này quý cô chú anh chị có nhà ý giao lưu với anh thì liên hệ với anh để anh báo thông số chi tiết cho quý cô chú anh chị ha. Mai vàng nghe quý cô chú ghép anh chị. Thằng Mai Thủ Đức. Mai vàng ghép giảo Thủ Đức cũng đang cho nút nụ nhiều ha. Đó, rồi quý cô chú anh chị yêu thích cây này thì liên hệ với anh để anh báo chi tiết cũng như quay lại chi tiết cho quý cô chú anh chị ha. Rồi, tiếp theo. Qua một cây mai tứ quý đi. Rồi, cây mai tứ quý. Tứ quý ghép giảo Thủ Đức. Ghép giảo này mặt bông nó lên nè quý cô chú anh chị. Kẹo hết luôn. Rồi, bông lên chùm luôn à. Bít luôn cái đọt luôn. Cái này vừa lặt 6 nè, cho nở bông nụ. Lặt cho nở sớm ha. Sớm trời. Đây, đem qua bên đây cho quý cô chú anh chị tham khảo ha. Đế là nó đều như nhau luôn, hai mặt nó y chang nhau hết. Đế này nó còn sổ xuống tới miệng chậu nè. Cây còn nuôi nên mình không có cho nó sổ đế ra thêm. Rồi. Đo xương xương luôn đi anh. Cây chiều cao 70. Bên chiều ngang dài khoảng 90 nè. Rồi. Đo tổng đế xương cái này. Đế là khủng lắm nha. Đế nó ra tới miệng chậu luôn á quý cô chú anh chị. Đế này khoảng chừng 1m7, 1m8. Đế hết bằng cái miệng chậu luôn á. Rồi cho em coi cái dòng đế bên đây nha. Đế sổ nôm. Rồi giá giao lưu sao anh? Cái này giao lưu giá 35 triệu. Ship luôn cái chậu hả anh? Ship luôn cái chậu. Rồi. Đo hoành xương. Đo hoành hai thăng đi tổng. Để 64. Rồi. Đo thăng chính nè. Thăng bự thứ ha. Thăng chính bự. Đo thuốc trên đây nè. Thăng chính bự 042 nè. Rồi. Rất là bự. Đây, ghép giảo Thủ Đức. Giá giao lưu bà con thì giá 35 triệu. Cây này khó tìm lắm. Cây tiềm năng ha. Rồi tiếp theo luôn anh. Xe là một cây mai vàng ghép cúc hương đi. Cây này cũng là ghép trong thân ha. Tứ diện cây nó có cái dáng xoắn ha, giống như con thú hồi đầu vậy đó. Mặt cái thú nè, giò ở trước nè, đuôi giờ sao nó nằm đây luôn. Giờ đều khá đều. Rồi báo thông số đi anh. Cái chiều cao 1m4. Tháng từ xa qua trước. 1m5. Đây có cái đuôi luôn. Con thú này rõ nét đó quý cô chú anh chị. Đây mặt sau của nó ha. Nó đang ngoảnh cái đầu lên nè quý cô chú anh chị. Đo ngoảnh đi. Rồi. Đây 47. Rồi lên chút nữa đi anh. Rồi nhiều thông số để bà con mình tham khảo ha. Nó cũng năng hả? Cây này cũng năng cây nha quý cô chú anh chị. 47 hả? Cái này 47. Cây này cái ngoảnh nó tầm 50 chứ không phải là. Nhưng mà đo dưới này thì bự hơn ha. Đo tới cái chân rễ nè. 48, 50. Đó. Rồi. Cái này giao lưu như bà con giá là 35 triệu. Một cây mai vàng ghép cúc họ hương. Cây rất là cổ. Đó. Đây, cái cây nó to.
một con thú nha, thú nằm rất là duyên dáng. Cái rồi à? Còn nữa không anh? Quen cây thứ quý rồi nữa đi. Rồi cây cuối cùng của clip nha quý cô chú anh chị, cây mai tứ quý ghép cúc họ Hương luôn. Này ghép mấy mùa rồi anh? Cây này ghép mới được mấy tháng cũng vẫn có bông. Cái này ghép khoảng chừng 6 tháng. Này bông nó nè quý cô chú anh chị, đang ra bông nè. Cũng nút nụ nhiều luôn. Đây. Đặt sạch ha. Rồi báo thông số đi anh. Này chiều cao khoảng 1m3. Thông số rồi này. 50. Rồi. Rồi lên chút nữa anh. Nó cao 4, 7, 8. Cao. Cây cũng nặng ha quý cô chú anh chị. Cây nặng đó. Đó thuốc này còn cũng 4 mấy rồi. 4, 3. Đó, đó. Túc ở trên đó luôn. Đế đều luôn. Cây giao lưu với bà con giá này cũng 35 triệu. Rồi. Cũng xếp chậu luôn ha anh. Xếp chậu 35 triệu. Xếp xe xếp thì cũng thương lượng với anh Tùng ha. Rồi anh Tùng đọc lại số điện thoại với địa chỉ mình luôn anh. Của em là 0939589128. Rồi, địa chỉ ở đâu anh? Địa chỉ là khóm 3 phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Rồi quý cô chú anh chị, nãy giờ mình xem clip lựa chọn được những cây nào tại nhà vườn của anh Tùng thì liên hệ với anh để anh sẽ báo giá cũng như là thông số chi tiết, như hình ảnh là không rõ anh sẽ bổ sung lại cho quý cô chú anh chị ha, để mình chọn những cây về mình chơi xuân ha quý cô chú anh chị. Rồi kênh là TK mến chào quý cô chú anh chị, kính chúc quý cô chú anh chị một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài.